Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ phòng giáo dục và đào tạo quận, ban giám hiệu 6 trường trung học cơ sở trên địa bàn về tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực trong học đường, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Thời gian qua, ban giám hiệu các trường trên địa bàn quận Ô Môn luôn quan tâm công tác phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội xâm phạm học đường. Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép nội dung học tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp, phối hợp trang bị kỹ năng sống, kiến thức về các hành vi bạo lực học đường, tệ nạn xã hội để học sinh và giáo viên biết phòng ngừa, xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, thành lập các tổ tư vấn tâm lý cho học sinh, lắng nghe ý kiến của học sinh thông qua hộp thư những điều em muốn nói, thu thập, xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Trước nguy cơ bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, nhất là các chất cấm dạng ma túy, thuốc lá điện tử có nguy cơ xâm nhập học đường. Tại buổi làm việc, nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cơ quan quản lý xã hội và phụ huynh trong quản lý và giáo dục học sinh, tăng cường trang bị kỹ năng sống cho học sinh.